Hello tất cả đám gia và chào Monroe quay trở lại với channel của mình là Bisugui đây. Và chào Monroe quay trở lại với cái story mà Bisugui chơi đứa cho chân lý 1.600 năm nào. Thì cái chọn này nha đồng ơi, mình gần như là roll được con Suyu 3 luôn rồi nè. Tại vì mình đang có 7 Suyu với lại là một cái Neko. Và trong lúc đó là mình đang roll nốt con Ash 3 nè, con Kathleen 3 luôn. Và cũng như là mình đã có thêm vọng mình nuôi thêm con Rek'Sai 3 nữa nè mà. Tại vì lúc đầu game á mình được một cái lõi phải gọi là sinh ra để mà nuôi tướng 3 sao rồi đó, đó chính là khu giao dịch nha. Mỗi trận đấu á là mình sẽ được thêm một lần free roll. Nói chung á nó không phải là quá nhiều, nhưng mà nếu mà anh em tính tổng á và cái khả năng snowball của nó là sẽ rất là lợi thế nha. Tại vì lúc đầu game chả ai bỏ ra 2 đồng để mà roll mỗi trận nên đâu mà. Thì nếu như mà anh em roll được hơn được tướng xịn á, hoặc là nó ra nhiều tướng mà anh em cần á, thì tỷ lệ lên được 3 sao hoặc là top 1 á nó phải gọi là cực kỳ cao nha. Hiện tại là mình cũng đang cố gắng mình nuôi nốt 4 con mình đang chơi lên được 3 sao nè. Ui, Ash nó ra lần 2 con như thế này. Nhất cái nách chưa? Thì cái chọn đây nha, mình sẽ làm mấy con Suyu này 3 sao kết hợp đi chung với đồ mà rất là nhiều người đặt ra yêu cầu cho mình luôn, đó chính là Suyu full crit với một cái build đồ thế giới vô cực kết hợp đi chung với găng bảo thạch nha. Ủi phải là chết luôn, ủi phải là chết luôn. Đó, nghe là ok chưa? Mình sẽ kết hợp cho nó đi chung với thần tượng như năm ơi. Ít nhất á là đi chung với 3 thần tượng và nhiều nhất á là đi chung với 5 nha. Nhưng mà nếu nên muốn chơi 5 thần tượng á là phải có một cái biến thần tượng hoặc là một cái ón thần tượng anh em thì mới đủ nha. Tại vì thần tượng nó có 4 con à, Galio, Senna, Seraphine với lại là Gna có 4 con rồi nha. Muốn mình chơi 5 con là phải có ấn thần tượng mới chơi được hơn em ơi. Thì mình đã được hai cái lõi, một cái lõi đầu game đó chính là khu giao dịch, mình roll được cực kỳ sớm luôn. Và cái lõi thứ hai đó chính là nhất thống nha, nó sẽ tăng sức mạnh phép thuật và cũng như là sức mạnh công kích dựa theo mỗi cái hệ mà mình kích hoạt được. Giả bộ mình kích được 10 hệ đúng không, nó sẽ ít 10 lên, kích được 5 hệ nó sẽ ít 5 nha. Nói chung là mình càng được nhiều hệ được kích hoạt thì nó sẽ càng được nhiều sức mạnh phép thuật và cũng như là sức mạnh công kích hơn. Trận này mình Chester 3 rồi anh em à, nhưng mà người ta chơi Suyu hay không á thì không có quan trọng cho lắm. Tại vì Suyu là tướng 2 vàng mà, roll phải gọi là cực kỳ dễ luôn. Đây, 3 sao luôn cho em nó nè. Giờ là Sanoko lên được 3 luôn á anh em à. Nhưng mà mình không có muốn xài sớm cho lắm. Tại vì mình đang roll những con như là Ash nè, Kathleen nè, Rek'Sai nè. Cũng còn khá là nhiều thời gian để mà roll. Với lại là mỗi trận á, mình cũng được một cái free roll mà Sanoko cho nó uổng đúng không. Cứ từ từ mà xài. Lúc đầu game đến giờ là mình cũng fit máu xương xương để mình lấy đồ chuẩn nha. Hiện tại là mình đang có hai cái găng rồi, một cái kiếm bếp rồi. Bây giờ là chỉ còn thiếu một cái gậy nó thôi là đủ đồ nè. Có gậy không đây, ba món đồ. Nếu mà rớt Neko nha em ơi, nếu mà rớt Neko là mình quất luôn đồ hình full 3 sao cho nó máu. Hồi buổi là mình có làm một cái video giác vàng 11 tướng 1 vàng 3 sao rồi đó. Mọi người nào mà chưa xem thì cứ lục lại trên kênh của mình để xem nha. Kênh của mình đang rất là nhiều video về meta thử thách cũng như là đồ dị ở đây em ơi. Rồi nốt nào. Ủa, không ra, không ra. À, một phát hai con luôn, nó phải thế, nó phải thế. Hợp lý quá mọi người ơi, có gậy luôn rồi nè, có gậy luôn rồi nha. Ok, rất gậy thì rất độ tăng luôn là hợp lý chứ gì nữa, ghép luôn cho em Suyu nha. Con heo chiến mà. Heo này là heo chiến mà anh em ơi, con hút nè. Hút phát chắc cút luôn quá. Coi thử coi. Ủa. Hút phát 1.300 đem lên em à. Gna hả? Gna nè. À, nó có lớp giáp. Gna với chúng tôi. Nãy xó. Mọi người nào mà muốn làm gì á, hãy cứ bình luận ở phía dưới nha. Mình sẽ cố gắng mà đọc hết tất cả bình luận của anh em và làm từng cái một. Và cũng như là nếu mọi người mà xem hay á, hãy đừng quên để lại một like đăng ký kênh cũng như là bấm cái chuông để nhận thông báo mới nhất về những video mà mình đang chơi kênh hàng ngày nha, động lực cực kỳ lớn luôn á. Ok anh em ơi, cái chọn này thì mình sẽ đi chung với cảnh binh với lại là thần tượng là chủ yếu nha. Và mình sẽ kết hợp đi chung với những búp nhỏ khác như là thuật sư nè, hoặc là đột biến nè, hoặc là tiến công công nghệ các kiểu á. Đấu sĩ này mình không biết có đi chung được hay không nữa, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình kích ít nhất là hai đấu sĩ và nhiều nhất là 4 nha. Tại vì nếu mà muốn đi chung với ba thần tượng á nó cũng tốn hơi nhiều slot rồi. Con Suyu này là có 3 hệ nha em ơi, một cái là cảnh binh, một cái là đấu sĩ và một cái là công nghệ đó. Mình đi được chung càng nhiều hệ thì mình càng ngon thôi. Cái món đồ cuối cùng mình nghĩ nó mà ngon nhất á là một cái mũ hoặc là thêm một cái găng nữa nha, để cho nó tối đa hóa cái lượng sát thương mà nó có thể gây ra được. Đau quá vậy, bị đau nha các bạn ơi.
Mọi người nếu mà muốn xem thêm thì có thể lên kênh của mình để xem thêm, hoặc là có thể lên YouTube search tên là Biusagi cộng kèm với là tên thử thách hoặc là tên meta đồ gì các kiểu gì đó thì nó sẽ ra nha. Còn nếu như mà nó chưa ra là mình chưa làm thì mình làm còn thiếu cái gì mọi người cứ bình luận ở phía dưới đi cho mình làm thêm. Đây, Restart sắp bay tới nơi rồi nè. Bỏ Lulu và kích nhẹ cái búp nha. Đây rồi. Còn dư một cái nơ cô mà đây mà. Nó cứ là bình tĩnh. Mỗi trận được thêm một lần free roll. Cái là ok luôn. Hiện tại mình nhớ không nhầm là có những cái lỗi mà liên quan đến roll như là thua một trận là được thêm 2 vàng và một lần free roll. Và khu giao dịch này nè là mỗi trận nha là nó sẽ cho mình thêm một lần free roll nữa. Và cái lỗi mà roll một lần được thêm 40% tỷ lệ roll thêm một lần nữa. Và một cái lỗi đó chính là roll một lần sẽ được cộng thêm 4F nha anh em ơi. Được cộng thêm 2F. Đó. Cái đó đồng nghĩa với việc là em được roll free, không tốn tiền mà còn được nâng cấp nữa. Mà cái lỗi đó là lỗi bạch kim anh em mà, nên cũng cũng đúng thôi. Hút nè. Bãi cháy luôn, đánh thường cũng đau. Đánh thường cũng đau nữa. Mấy anh Siêu này cầm vô cực đánh thường thốn vải chày ạ. Chịu luôn. Đúng một cái thông báo mà mình quên nói với anh em chơi đó chính là mình có tạo một cái group tên là Biusagi nha. Hiện tại là cũng đã có hơn 2000 thành viên rồi anh em à. Mọi người có thể vào đó tại tham gia là chia sẻ cũng như là đăng những cái khoảnh khắc khi mà anh em chơi đấu cho chân lý á. Và mình cũng sẽ post trước những cái đội hình, những cái thông tin mà mình muốn đăng lên YouTube trước khi mà mình đăng nha. Mình sẽ post trước ở trong đó nha anh em ơi. Anh em nào mà muốn theo dõi tham gia thêm thì cứ để lại cái link tham gia mình để ở phía dưới á, anh em cứ bấm tham gia là được rồi, mình duyệt cho. Mình đang phân vân là không biết cái nên lắm mình CU này một cái blue hay không nữa, tại vì cái lượng mana của nó cũng khá là thấp anh em à. Có mấy chục mana thôi, nếu mà lắp luôn thì nó hút liên tục luôn á, nhìn khá là hài. Ok chưa? 4 xạ thủ, cảnh binh, đấu sĩ và thần tượng. Hiện tại là vẫn chưa có Seraphim hay là Gnai gì nha, nên mình vẫn chưa có bỏ vào được. Nhưng mà một thần tượng nó cũng khá là ngon rồi. Cái lỗi thần tượng này mình không biết đã nói với anh em chưa ta. Nó đang bị lỗi anh em mà. Nó bị lỗi là cộng gấp đôi, gần như là gấp đôi cái lượng sát thương mà nó có thể có được. Giả bộ 15% đúng không? Giờ nó cộng lên là 25%. Mà 30% ở mốc 5 thần tượng giờ nó cộng lên là 50% lận. Mình không biết là nó có đã fix chưa y. Nhưng mà hồi trước là bị lỗi đó nha. Không biết bây giờ nó fix chưa nữa anh em à. Trời ơi, hôm nay Draven 2 sao đồ chuẩn còn gọi là VIP nữa chưa. Thêm quả Morgana này ai mà đỡ được trời. Anh em xem kìa. Sao mà đỡ được anh em ơi. Cái quả Morgana đồ full tăng với lại là cái đồ on thần thoại đó. Ai mà đỡ được. Draven VIP cùng đeo với lại là huyết kiếm nữa chứ. Từ từ nha. Khá là cùi. Thật sự cùi vải trưởng luôn ạ. Luyện cung mà chắc chắn là bỏ rồi nè. Lấy cái băng trộm đi. Tại vì cái tiên tri mình nghĩ là bây giờ lấy nó cũng không phải gọi là quá là hợp lý đâu. Tại vì đồ hình của mình nó không có xếp được ở đây mà. Nó không có xếp được. Tại vì mình ô, tại vì mình chơi dựa theo cái ô thần tượng á. Cái ô thần tượng ở đâu á thì mình bắt buộc là mình phải để cái CU nó ở ô đó luôn. Nên là cho dù là mình biết trước là mình gặp ai hay là mình có lock được người ta hay không thì nó cũng không có quá là khác bọt đâu. Tại vì ô thần tượng của mình nó chỉ ở đó thôi. Mình không có sắp trước để con CU nó ủi trước nào cho nó chết được. Nên thôi lấy cái băng trộm đi. Được 2 găng. Nếu mà nó ra cái đấu sư này mà được nhận thêm 60 sức mạnh phép thuật ở hai hàng đầu thì nó thiệt với con Siêu này, nó là con Siêu chiến luôn rồi. Tại vì một cái gậy nó cộng cho anh em có 10 sức mạnh phép thuật à, mà đấu sư nó cộng cho anh em là 6 cái gậy nha, mà ở hai hàng đầu nữa. Trời ơi, Siêu nó hủi, nó ủi cho, nó ủi cho, ủi lần ngàn mấy đam, ngàn mấy đam không à. Con Siêu này anh em nên nhớ nha, nó sinh ra để nó tăng cơ thôi và sinh ra chỉ để kích búp thôi. Mà hôm nay là mình làm cho nó là thành carry chính luôn, lép ghép full đồ, nuôi 3 sao và cũng như là bỏ vào ô thần tượng. Nên nó sẽ khá là khác so với những con Siêu mà anh em đã từng thấy đó. Siêu này là người chơi hệ chiến mà. Rồi,
Nếu mà ra gậy thì mình lắp thêm một cái găng bảo thạch hoặc là mình lắp luôn cái blue, nói chung là cái nào cũng ngon ở đây mà. Chủ yếu cái combo này là vô cực với găng bảo thạch đó là phải có để hút cho nó sướng. Nhưng mà công nhận là cái lõi mình lấy được cùi thật sự ở đây mà, ba cái lõi, một cái lõi là hai cái găng tiên tri với lại là cái đầu bòi kia đây mà, thật sự là tăng tốc đánh luyện cung á không có thích hợp gì luôn á. Rồi nếu mà đấu sư thì ngon rồi. Gọi nè nè Sena nè, ok tiếp tục là level nha. Đội hình của mình thì chỉ còn cái Suyu 3 thôi, xong rồi sẽ là level để kiếp búp thêm. Hiện tại là mình còn thiếu con Seraphine nữa mọi người à. Không có Seraphine à? Có Ashe nè, Ashe cấp 3 luôn. Từ cái này là hai cái đai lưng, hai cái nước mắt với lại là hai cái giáp lưới thì thôi, chứ một cái giáp máu, một cái giáp gai với lại là một cái blue thôi, đợi chờ gì nữa đâu mà quất luôn cho em nó. Ủa, ông này cũng trâu phết nhờ, cũng trâu phết nhờ. Cho gách này hút hai hút là cúp cúp đấy, bay thần tượng liền anh em. Ok chưa? Hồi nãy giờ Shiyu á nó thiếu một cái thôi, đó chính là cái khả năng hồi phục. Nhưng mà từ khi mình bỏ bay thần tượng vào á, hút phát là lên cục máu, hút phát là lên là cục máu. Tại vì thần tượng này nếu như mọi người mà chưa biết á là nó sẽ hồi phục lại dựa theo cái lượng sát thương mà mình gây ra được nha. Hút nó càng đau, nó càng nhiều sát thương á thì máu của mình nó càng hồi được nhiều. Quá là hợp lý luôn. Nói chung là anh em hút tầm ngàn mấy đam thì nó hồi lại cho anh em tầm 200 mấy máu, tầm tầm đó thôi. Vừa là hồi mana, vừa là tăng đam với lại là hồi phục nữa. Cái thần tượng này đang là bá chủ meta luôn mà. Có rất là nhiều meta mà liên quan đến thần tượng rồi nha. Cho hút phát là cúp nè. Thấy không anh em? Hút phát là cúp nè. Hai thằng, mỗi thằng hai hút. Ai da, hằng sử dụng nó hút nhau. Chài đầm mì với chúng tôi nhìn hài thật sự đi mà, nhìn nó tấu hài thiệt nhưng mà mạnh, nhưng mà nó mạnh không có tin được luôn á, nhìn tởm thiệt. Cho tôi xin nối với con Ashe 3, Rek'Sai 3 nào. Ồ, Seraphine nè, từ từ nha. Giờ bán con Yari này là không có đủ tiền vừa mua Seraphine với lại là vừa mua con Zihin luôn. Đây, hy sinh một chút đi. Tại vì hồi nãy mình cũng không có chơi đủ 4 xạ thủ rồi, nên bây giờ bỏ bớt một con ra cũng không sao hết. Cái ông này mạnh vãi chày luôn. Dravin đồ phải gọi là như vẽ luôn, còn VIP nữa, với lại là Morgana và Leona đồ nó tăng kìa. Đội hình mình sao thắng nổi ta? Cái này kiểu như là lấy con heo này nó hút vào vào tường vậy á. Hút không có đâu vậy á. Ai da, bạn ơi, đau quá bạn ơi. Cái này nếu như mà mình nâng cấp được full đội hình của mình 3 sao và upgrade được đội hình chuẩn một tí hơn nữa thôi thì có thể là thắng được, không thì thắng cái ông này đúng là vô vọng mà. Mình đang còn thiếu một cái món rất là quan trọng anh em ạ, đó chính là một cái nội set. Mà từ đầu game đến tận bây giờ là mình không có dư gậy nha. Mình không có dư gậy để mà lắp, mình để mình lắp cái nội set luôn á. Mấy cái gì ta? Một cái găng nữa đi. Nếu mà trước đó là đấy hai cái găng rồi thì thêm một cái găng nữa, ba cái găng luôn, đội hình của mình cũng tính ra là sắp full đồ luôn rồi. Tính ra đồ hình của mình cũng sắp full đồ luôn hả mọi người ạ? Thấy không? Siêu 3 món nè. Ashe thì hack đồ nè. Senna thì hack đồ nè. Seraphine hack đồ nè. Nếu mà cái link này cho đồ thêm con Rek'Sai nữa là ba con luôn. 4 5, ủa 5 con full đồ.
Đây, ông này 3 sao nhiều nè. Ui, gặp cái quả vết cầm vuốt rồng như này cũng hơi chán. Sốc đam luôn, sốc đam luôn. Trời ơi, giết xong con vết con Siêu chết luôn rồi. Mày dở nào, ủa cái linh nó đã carry chính đó chứ. Băng phát gần 3.000 dam ạ. Cây nhỏ. Nếu mà đây rồi. Ổn áp anh em ơi, ổn áp, ổn áp. Mình đang còn dư một cái slot nha. Đang còn dư một cái slot ở đây em ơi. Ủa anh em nào lão bạch kim nào cũng xịn thế. Ông này thì tăng thêm một slot, ông kia thì nâng cấp nhanh. Ông kia tiếp tế 3 trang bị lớn. Ông này lõ đẹp đấy nhờ. Cảnh binh nữa chứ. Hút đi. Một hút nè, chưa chết. Hút nè, 1.600 đam. Hút nè. Hút nè. Ây da. Tên của mình là chơi tấu hài thôi nha anh em ơi. Là ông này đúng tấu hài luôn á, không biết tấp 1 nổi không trời. Seraphim, nãy xưa có rất là nhiều ý tưởng nên đưa ra cho mình, nó thật sự rất là khó. Nên mọi người hãy đừng quá mất bình tĩnh nha. Và hãy cố gắng chờ đợi, tại vì mình đang cố gắng từng ngày để làm những cái ý tưởng gọi là hấp dẫn nhất và làm theo những cái yêu cầu mà mọi người đặt ra cho mình một cách gọi là hoàn hảo nhất nha. Tại vì có những ý tưởng nó thật sự rất là khó luôn mà làm một lần đâu được đâu anh em ơi. Phải làm săn cả ngày luôn á mới được. Nên cũng mong mọi người thông cảm giúp mình. Và nếu như mà muốn ủng hộ mình thêm á, thì có thể đăng ký kênh, bấm cái chuông nha. Tiếp thêm động lực cho mình cực kỳ lớn luôn, cực kỳ nhiều. Một Rista nữa là đủ. Không có rồi. Mình đang còn dư một cái Neko nè anh em ơi. Một Rista nữa là đủ rồi. Ông The Raven kia nhìn chiến quá vậy. Cái trận này anh em chơi The Raven nhiều vãi trưởng á. Mình thì đội hình của mình nó không có đem ở bắc mấy thằng sau. Đội hình của mình thì toàn chơi anh em xem kìa, đồ thì không có nhiều cả. Dồn hết Siju nên ủi nè. Cũng được phết. Mày nè. Tao ủi mày nè. Tao ủi mày nè. Tao ủi mày nè. Giỡn. Ủa, ông The Raven này bé thế. The Raven này bé thế. Trời ơi, cái gì đây? Ô, Rista nè, ngon. Hợp lý quá anh em ơi. Bỏ Ori, nâng được Rista. Tại vì mình còn có 16 máu à. Mà cái trận tiếp theo là mình có khả năng gặp ông top 1 và ông top 2. Mà cái hai ông đó thì mình khả năng thua cao á. Nên mình quất luôn. Liều ăn nhiều, không liều ăn ít. Ô, Serai râm đâm ra đồ đẹp nè. Senna cũng ok. Riêng con Ash này râm đâm ra đồ hơi bị xấu thôi. Hút cũng được, hút cũng được anh em ơi. Vẫn có đam nha. Vẫn có đam nha. Ủi tới nè. Ơ à, sao nó mất skill luôn kìa anh em. Level 9 nè. Ari carry với chúng tôi vẫn đi như bình thường. Giỡn cái heo thần à. Con heo này heo chiến mà anh em. Con heo này là heo chiến mà. Rồi ba này nó cầm ba cái găng, làm ơn không đâm ra đồ đẹp một cái. Mấy ông toàn đâm ra đồ tấu hài không như này sao mà thắng nổi trời. Đồ đẹp một tí được không? Thằng đam á thì râm đâm đồ tăng, mà thằng phép á thì râm đâm ra đồ đam, mà cái thằng đam á thì là râm đâm ra đồ phép anh em ơi. Tấu hài thật, ba thằng đầu bòi này. Ừ, hôm nay có Viga rồi nè.
Ui rồi hút kìa. Mình cũng mạnh phết chứ. Không đùa. 8k đam chứ ít gì anh em. Hả hàng đầu Raven này solo với nhau. Cả hai đều đồ rất là chuẩn nhưng mà một ông 2 sao, một ông 1 sao thì kết quả là cũng đã có rồi. Lấy gì trời? Lấy hết kiếm đi. Nếu mà nãy mình không có dùng Neko và Redstar kia làm giúp gai này ngon ha. Làm giúp gai này khắc chế được mấy cái ông đam. Ổn. Được thêm chút đam nào hay chút đam đó gì? Trời ơi, Lyuna 3. À à, ổng chấp anh em ơi, ổng chấp anh em ơi. Hình như là ổng đang chấp để roll The Raven 3 hay sao á. Rồi, được luôn, được luôn. Đội hình của mình là chỉ tới vậy thôi nên mà. Đội hình của mình là không nâng cấp được nữa rồi. Giờ chỉ tích tiền lên level thôi. Trời ơi, hút phát là chết Morgana luôn mà. Mình thì đang làm đồ dị nha. Nên chắc chắn là đội hình của mình nó sẽ yếu hơn so với những người khác rồi. Ô, đồ đẹp vải chưởng nè, ngon. Đồ đẹp quá đi mời. Astha vô điện à. Này một cái lốc. Seraphine được bỏ kiếm súng. Hôm nay có 3 Viga rồi. Ông đang chấp để roll The Raven 3 đấy. Mà công nhận là mấy cái lõi ông này đẹp thiệt chứ. Thắng được ông. Ok, vẫn được, hên quá. Ê, vải trưởng à, tưởng thắng được. Trận này tưởng random ra đồ đẹp thì thắng. Cái chọn random ra đồ xấu thì lại thua. Alo, chọn random ra đồ xấu thì lại thắng, mà chọn random ra đồ đẹp thì lại thua. Ảo thôi. Thêm một cái dao điện nữa. Ông này à, mới là 5 con Viga thôi. Nếu mà muốn lên được Viga 3 thì phải là 3 con nữa. À 4 con nha anh em ơi. Tính nhầm. Lú. Hơi bị lú. Ui, đồ đẹp nè. Senna với lại là Ash đồ đẹp nè. Seraphine thì đồ hơi xấu một tí. Ui, 8 The Raven rồi kìa, thấy không? 8 The Raven rồi. Bạn ơi, bạn thay cho mình được không? Bạn đừng có lên The Raven 3 được không bạn? Mình còn trẻ mà, mình còn rất là nhiều tiếc nuối với cái cuộc sống này, bạn đừng có cho mình đi sớm gì. Một ủi. Mang tăng cơ này mình ủi hết, riêng Lyuna này mình nghĩ nó hơi khoai. Một ủi. Châu đã lâu cũng chết. Ôi sao con Siju này nó có bị mất mất cái mana skill nhỏ đây mà. Không hiểu luôn á. Đáng lẽ là nó hút được á, nhưng mà nó bị quăng ra sau cái nó full mana nhưng mà nó không hút được á, tự nhiên mất cái skill luôn. Chả hiểu kiểu gì. Mấy lần bị gì đó đi mà, rất là nhảm nha. Rồi, ông bác hết tướng ông Ron The Raven luôn rồi, ông này hơi bị chiến báo đó. Ông này chơi là kiểu như là không quan tâm top 1 á. Ông này chơi là kiểu như cống hiến luôn á mọi người. Mình thì cũng hay rất là chơi cái kiểu vậy nha.
thà là chơi một phát bán thách tướng drone tướng 5 vàng 3 sao hoặc là 4 vàng 3 sao đó, còn hơn là không lên được. Nhìn cay chưa, mình nhìn mình còn cay giùm ổng mà. Cấu thiệt. Thôi mình xin nha, thôi mình xin nha. Hôm nay sao? Từ từ. Siêu cân được nè. Siêu cân được luôn rồi em ơi. Mày giống mặt với heo quá mày. Ôi ok, vậy GG tất cả mọi người nha. Hẹn lại anh em lần sau, hãy chắc rằng nhớ like và stay ủng hộ cho mình nhé.